nhóm người này đang đến lấy cơm ăn, cầm theo chậu sứ sâu nhất đến, sợ bản thân chiếm lợi của nhà nước quá ít. Anh chàng này cắn miệng trong thịt, lại bỗng cảm thấy người múc cơm không công bằng. Vì vừa rồi đội trưởng nói rằng, người lớn ăn miếng to con nít ăn miếng nhỏ, phụ nữ chưa kết hôn thì không tính là người lớn mà. Vậy nam chưa kết hôn, cũng không tính là người lớn phải không? Nếu là trước đây, đến ăn cháo còn thấy hiếm, nhưng từ khi thực hiện công xã hóa, mọi người bữa nào cũng được ăn cơm trắng và thịt kho tàu. Mỗi ngày vào giờ đi làm, trong đầu đều nghĩ đến chuyện buổi tối ăn gì, còn chưa đến giờ tan làm thì đã cầm tô chén đến nhà ăn dành cơm. Cho tôi trước, thêm nữa đi, cho tôi. Ra chân ăn cơm trắng, cảm thấy chuyện tốt thế này không thể nào lâu dài được. Đội trưởng an ủi nói rằng bây giờ ở đâu cũng thu hoạch bội thu, sản lượng lương thực hơn 500 cân, không sợ ăn không no, chỉ sợ ăn không hết. Anh ấy kêu gọi mọi người đưa đất và gà vịt cá giao cho công xã quản lý chung. Ngay lúc những người khác còn đang do dự chuyện này có đáng tin hay không, Nhị Lăng cả tuần không được ăn no bữa nào, mặc kệ đúng sai tỏ ý ủng hộ tuyệt đối. Tôi ủng hộ công xã hóa. Trong đội chọn người chăn dê, phụ trách 42 con dê thu được, còn nói là gom ít thành nhiều, sau này chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn. Nhưng Nhị Lăng lại đục nước béo cò, luôn nghĩ đến việc giao ít lương thực nhất ăn được nhiều cơm nhất. Đội trưởng bất lực nói, Nhị Lăng à, cậu ăn nhiều nhất, sao giao lương thực lại ít nhất vậy? Nhị Lăng nói, tôi không có năng lực, không có trâu cũng không có dê, lúc cải cách ruộng đất phần ruộng được chia không tốt, sản lượng cũng không cao. Đội trưởng nói, nhà cậu ba đời bần nông, lúc đó được chia ruộng nước chữ thiên đấy, ruộng cho cậu tốt biết mấy, đều do cậu lãng phí thì có. Đội trưởng đặt làm một nồi sắt lớn rộng 3 mét và cái sẻng kích thước lớn, thấy thịt kho tàu đã được nấu, mùi thơm bay khắp nơi. Đội trưởng lớn tiếng nói, mọi người đem chậu lớn nhất trong nhà đến đây ăn một lần cho sướng. Nhị Lăng chạy lên đầu tiên nói, chỉ cần đội trưởng có thể cho mình mỗi bữa được ăn cơm trắng và thịt kho tàu thì sau này có đi chết vì anh ấy thì cũng làm. Tô chén được cầm đến rồi, Nhị Lăng xoắn suýt nên chia thế nào cho công bằng. Mãn Thương nói, lương thực dư giả như vậy tất nhiên là chia theo đầu người. Một ông lão nói, nhà tôi có 8 người, cho tôi 8 chén đầy. Nhị Lăng độc thân nói, vậy thì không công bằng, tôi cũng muốn 8 chén đầy. Phúc Quý đề nghị chia theo đầu người, mỗi người một miếng là đã không có chuyện, công bằng hay không rồi. Vậy chia theo đầu người, cũng có miếng to miếng nhỏ, sao mà nhiều chuyện vậy? Phúc Quý hết cách rồi, nói người lớn được miếng to, trẻ em được miếng nhỏ. Mọi người đều lần lượt gật đầu, nhưng Nhị Lăng lại lo chút nữa nước thịt không chia được. Nước thịt thì không chia, đổ vào cơm luôn, đồ ăn cho heo à, không quan tâm nữa, làm đi, chia đi, mỗi người một miếng. Nhị Lăng mặc kệ đội trưởng có tức giận không, trong đầu chỉ nghĩ đến việc lấy cơm, khó khăn lắm mới cho thịt vào miệng. Hắn ta quay đầu đã thấy thịt cho nhà Phúc Quý nhiều hơn. Này, sai rồi, nhà Phúc Quý là 4 người, 2 người lớn, 2 trẻ em. Phụ nữ chưa kết hôn thì không tính là người lớn mà. Cúc Hoa mất kiên nhẫn nói, Phượng Hà đã đủ 18 tuổi rồi, hơn nữa điểm công kiếm được còn không ít hơn Nhị Lăng. Nhị Lăng nghiến răng nghiến lợi tiếp tục biện bạch, phụ nữ chỉ cần chưa kết hôn thì mãi mãi là con nít, vậy nam chưa kết hôn cũng không tính là người lớn phải không? Nhà tôi ba đời bần nông nên tôi mới không cưới được vợ, ở Từ Gia Xuyên hơi bị nhiều nhà ba đời bần nông đấy. Anh là địa chủ. Gia Chân tức giận định đổ thịt trong chén ra, nhưng Cúc Hoa nói, cơm tập thể mà sao lại không ăn? Bắt Gia Chân cầm lấy, Cúc Hoa mắng, Nhị Lăng là đồ chỉ biết ăn không biết làm, đừng nói là ba đời bần nông, dù có là năm đời bần nông thì cũng phải đói chết. Nhị Lăng thẹn quá hóa giận, nói Cúc Hoa đã nhận được lợi từ nhà Phúc Quý, trước đây bà là người hầu nhà họ, nhận được lợi từ họ rồi, cậu nói bậy, tôi là cố nông, còn tốt hơn bần nông mấy người, có đúng không? Được rồi, Cúc Hoa, chúng ta không cãi với hắn nữa, Phượng Hà nhà chúng ta là con nít. Đội trưởng kêu gọi toàn thôn giao nồi sắt ra, dù sao cũng có nhà ăn. Nhị Lăng không muốn làm việc, chạy đến giao cuốc và nồi sắt đầu tiên. Phúc Quý và đội trưởng bận rộn trước sau, vừa thêm lửa vừa thêm nước, nhưng Nhị Lăng chỉ cần không ai thấy là đến thùng cơm trộm đồ ăn, thêm lửa, Nhị Lăng đâu? Ở đâu rồi? Nhanh thêm lửa đi. Nhị Lăng, sắp thành công rồi. Nhị Lăng, đừng có ăn nữa. Được. Đừng ăn nữa, nhanh lên. Từ khi ăn chung cơm, Nhị Lăng cũng theo đó mà mập lên. Nhìn thấy một túi lương thực nằm dưới đất, cũng là có chân đá mà không có tay nhặt, chỉ có cha Gia Chân nhặt từng hạt gạo dưới đất, biết rằng sắp có tai họa. Thời kỳ đầu của công xã hóa nhân dân, mọi người mỗi bữa đều được ăn thịt kho tàu và cơm trắng. Không đến một tuần, trong nồi đã trở thành canh rau, không có một tí dầu nào. Mãn Thương lừa người, bao nhiêu ngày chưa được ăn thịt kho tàu rồi, mọi người nhìn xem, cho người ăn đây hả? Trước khi ăn chung, mọi người bữa nào cũng ăn canh rau, nhưng vẫn rất hạnh phúc. Nhưng từ khi được ăn thịt kho tàu, họ đã cảm thấy canh rau không phải là cơm nữa, mà là cho heo ăn. Tôi hỏi cậu, hai hôm nay cậu đã làm gì? Tôi đi đúc sắt. Cậu đúc sắt ở đâu? Họ đúc ở chỗ nào? Thì tôi làm ở chỗ đó. Xì, cậu đúc sắt ở trên giường thì có. Ông chú chỉ nói một câu, đã lộ ra lý do thật sự không thể ăn cơm chung được nữa. Nhị Lăng nổi tiếng ham ăn nhát làm, bây giờ cũng hận không thể tìm cái lỗ chui vào. Buổi tối lúc ăn cơm, Phúc Quý nói với Gia Chân, chút nữa phải giao nồi trong nhà đi đúc sắt, chuyện này không được.
Không được, Gia Trân, cô cứ yên tâm đi. Sản lượng lương thực bây giờ rất phong phú. Đã hơn 500 cân rồi, chỉ cần đúc được sắt thì chính là chủ nghĩa cộng sản rồi. Một người phụ nữ như Gia Trân đã nhìn ra được việc ăn nồi chung là không lâu dài. Nhưng Mãn Thương vẫn rất mê muội trong cái bánh mà lãnh đạo vẽ ra về một tương lai tươi đẹp. Anh ta cho rằng trước mắt ăn cơm với canh rau chỉ là tạm thời. Sau khi đúc sắt thành công, mọi người sẽ tiếp tục được ăn thịt dê và thịt kho tàu. Phúc Quý lấy cái nồi duy nhất để nấu cơm, tao cho đội trưởng để đúc sắt. Con gái đuổi theo không hề đồng ý cha mình làm như vậy. Mãn Thương nói với Phượng Hà rằng đợi khi đúc sắt được thì sẽ làm thành đạn pháo có tác dụng rất lớn. Quả đầu tiên bắn vào phòng ngủ của ông Tưởng, quả thứ hai bắn vào phòng bếp của ông Tưởng, quả thứ ba bắn vào nhà xí của ông Tưởng. Bắn xong ba quả pháo thì nhân dân sẽ được giải phóng, từ đó yên tâm hưởng thụ lợi ích mà chủ nghĩa cộng sản đem đến. Lúc Phúc Quý đúc sắt, đã nghĩ đến cuộc sống tươi đẹp khi tan làm, về tắm nước nóng, rồi ăn thịt kho tàu và uống chút rượu. Mãn Thương nói đợi khi sắt đúc xong thì sẽ lấy nó đi đổi con trâu, đổi về rồi thì giết thịt để mọi người được ăn mặn. Trâu đó không dùng cày ruộng à, đồ ngốc. Đúc được sắt rồi thì máy kéo sẽ dùng được, cần trâu làm gì nữa. Mọi người đều ăn nồi chung, không ai quan tâm đến lương thực nữa, chỉ có bố của Gia Trân ngồi dưới đất nhặt từng hạt gạo lên, vì ông luôn cảm thấy không quý trọng lương thực thì sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Ông còn nói với Gia Trân, vốn dĩ nồi là làm bằng sắt, bây giờ lại nung chảy nồi, không phải là rãnh việc sao. Phúc Quý đốt lửa một ngày một đêm nhưng vẫn chưa thấy có thành quả. Đến nửa đêm thì có một tiếng nổ cực lớn, cuối cùng 12 cái nồi sắt đã đúc ra được một miếng sắt nhỏ xuất hiện trước mắt mọi người. Công xã vì muốn tạo hiện tượng giả lương thực nhiều không cách nào ăn hết, kêu đội trưởng lấy lương thực thu được tặng cho họ làm bản tin trên TV. Chúng tôi giao hết luôn đấy, một hạt lương thực cũng không để lại. Tôi nói cho cậu biết nhé Mãn Thương, bây giờ ấy không phải lo không có lương thực, mà là lo lương thực quá nhiều, không có chỗ để. Trong đội ăn hết lương thực thì bắt đầu ăn dê. 42 con dê bị thu lại đã ăn sạch sẽ, đến con dê nhỏ chưa đủ tháng cũng bị kéo ra giết thịt. Buổi tối món dê xào được đặt lên bàn, chỉ có một mình Phúc Quý ăn, vì những người khác biết qua hai ngày nữa trong thôn đã thật sự hết đạn và lương thực. Nhị Lăng đói không chịu nổi, chạy đến mở lò bếp của công xã, nhìn thấy thùng gạo và thức ăn đều trống rỗng, hắn lập tức hét lên nói đội trưởng tham ô, cậu biết cả thôn tổng cộng bao nhiêu người không, một ngày phải ăn bao nhiêu cân gạo chứ. Tôi nói cho cậu biết, tôi không làm quản lý nữa. Hay, có lương thực thì cô làm, không có lương thực thì không làm, trên đời làm gì có chuyện hời như vậy. Nhị Lăng vừa không giao lương thực cũng không góp sức, bây giờ phòng bếp trống rỗng, ăn thịt người thì ăn thịt người, không sống nữa. Làm gì vậy hả? Cậu đập đi, có giỏi thì đập luôn cả nồi kia đi, lương thực còn không có, để nồi lại làm gì? Đập đập nó, nồi của chúng ta đã bị đem đi đúc sắt rồi, nếu cậu mà đập nồi, có lương thực đến thì nấu cơm kiểu gì? Không phải Nhị Lăng tôi muốn cả thôn đói chết, mà là Mãn Thương, đội trưởng chỉ là người chấp hành chính sách, cũng không phạm lỗi gì. Nhưng bây giờ cái lỗi không được ăn cơm này, dù anh ta không muốn nhận cũng phải nhận. Mãn Thương chạy lên thị trấn xin cứu tế lương thực, nhưng lãnh đạo nói bây giờ các nơi trên cả nước đều là tình huống này. Ông ấy cũng hết cách, bây giờ cả thôn không có nồi cũng không có lương thực, sắp phải gặp họa lớn rồi.